Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc ăn trĩ khang. Căn bệnh trĩ hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều do công việc phải ngồi văn phòng nhiều giờ. Phụ nữ sau sinh và những người hay bị táo bón, chính vì vậy đã có rất nhiều sản phẩm chữa bệnh trĩ ra đời. Một trong số đó là ăn trĩ khang. Qua quảng cáo thì đây là sản phẩm có rất nhiều công dụng. Vậy sự thật sản phẩm có tốt như quảng cáo không? Ăn trĩ khang là thuốc gì? Ăn trĩ khang là thực phẩm chức năng có tác dụng điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ. Đặc biệt sản phẩm còn hạn chế hiện tượng táo bón, đặc biệt là những người có cơ địa nóng. Ngoài ra nó còn ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm thông thường tại hậu môn. Thuốc trĩ ăn trĩ khang. Ăn trĩ khang được biết đến là sản phẩm đi đầu trong việc hỗ trợ cải thiện bệnh trĩ. Sản phẩm này được nghiên cứu và sản xuất bởi Chue Famco. Đơn vị này là đơn vị đi đầu trong ngành thực phẩm chức năng với rất nhiều sản phẩm có tên tuổi trên thị trường. Ngoài ra ăn trĩ khang còn có tác dụng đề phòng việc tái phát các biến chứng xảy ra do bệnh trĩ gây nên. Thành phần và tác dụng của ăn trĩ khang. Ăn trĩ khang được nghiên cứu và sản xuất từ các thành phần thảo dược có nguồn gốc rất rõ ràng và lành tính. Từ đó đem đến những hiệu quả rất hữu ích để chữa trị căn bệnh trĩ. Một số thành phần như đương quy, chỉ thực, xài hồ, kim ngân hoa, hoè hoa, trần bì. Sự kết hợp của các dược liệu này đều được tính toán qua các bài thuốc dân gian, các phương thuốc y học cổ truyền. Cụ thể sự phối hợp của các thành phần như sau. Thành phần hoè hoa. Trong thành phần này có chứa hàm lượng rutin rất cao. Đây chính là hoạt chất chính có tác dụng như tăng cường sự dẻo dai cho các thành mạch, đặc biệt là các mao mạch nhỏ, làm bền vững thành mạch. Thành phần này được áp dụng trong rất nhiều các phương thuốc điều trị huyết áp cao, trĩ bị chảy máu cao. Dược liệu này có thể sử dụng rất lâu dài nhằm ngăn ngừa các nguy cơ đột quỵ và các bệnh về nhồi máu cơ tim. Đối với bệnh trĩ, thành phần này có tác dụng cầm máu rất nhanh chóng. Các trường hợp đại tiện ra máu hoặc chảy máu do búi trĩ co thắt đều được thành phần này cầm máu rất tốt. Thành phần đương quy. Thành phần đương quy có tác dụng rất tốt với hệ tiêu hóa, nhờ thế mà cơ thể có thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tốt hơn. Thành phần này có tác dụng rất lớn trong các bài thuốc cổ truyền như giảm đau do ứ máu, thiếu máu, tiêu hóa kém, người mệt mỏi, từ đó cải thiện các triệu chứng đau và chảy máu do túi trĩ. Thành phần và tác dụng của ăn trĩ khang. Thành phần trần bì. Trần bì là dược liệu có tính ấm, chính vì vậy nó có tác dụng tốt với các trường hợp đau do co thắt cơ trơn, do rối loạn tiêu hóa. Chính vì thế mà các triệu chứng do đau búi trĩ cũng được hạn chế tối đa. Thành phần bạch chuột. Đây là dược liệu có tính ấm, từ đó nên có tác dụng tốt với hệ tiêu hóa, cải thiện các triệu chứng của bệnh trĩ. Ngoài ra khoa học còn chứng minh thành phần này có tác dụng chống viêm, hạn chế các viêm nhiễm có thể xảy ra tại vị trí hậu môn. Thành phần xài hồ. Thành phần này hay còn gọi là cúc tần, được ông cha ta ngày xưa sử dụng với rất nhiều công năng như tán nhiệt, giải biểu, giảm đau, đặc biệt là những cơn đau do co thắt cơ trơn và do búi trĩ co thắt. Thành phần kim ngân hoa. Đây là thành phần dược liệu có hiệu quả cao trong việc kháng khuẩn, kháng viêm rất tốt, từ đó giảm tấy, giảm sưng tại vị trí hậu môn. Công dụng của sản phẩm ăn trĩ khang. Công dụng của sản phẩm là kết hợp của 24 bài thuốc đông y, phù hợp cho những người đang bị bệnh trĩ, với các công dụng như sau. Cải thiện các triệu chứng của các bệnh trĩ, giảm các tác động lực lên hậu môn, giảm đau ở các búi trĩ, giảm sự hình thành và phát triển của các túi trĩ, hạn chế hậu môn chảy máu khi đi đại tiện do túi trĩ co thắt, làm tiêu các túi trĩ trong các trường hợp trĩ nội, trĩ ngoại, chống viêm nhiễm tại các vị trí ở vùng hậu môn, chống táo bón, làm mềm phân, giúp người bị bệnh trĩ dễ đi ngoài. Công dụng của sản phẩm ăn trĩ khang. Ăn trĩ khang có tốt như quảng cáo không? Như đã nói ở trên, ăn trĩ khang là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nên nó rất an toàn và đặc biệt không có tác dụng phụ. Sản phẩm được các chuyên gia y tế đánh giá rất cao và khuyên dùng rất nhiều. Để có được thành quả này, sản phẩm đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ. Tuy vậy đây là sản phẩm tự nhiên, không phải là thuốc chữa bệnh nên cần kiên trì và có thời gian điều trị kéo dài để thấy được hiệu quả rõ rệt nhất. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm là hiệu quả lâu dài, ngăn ngừa các bệnh trĩ tái phát. Điều này khác hoàn toàn so với các loại thuốc tân dược và các biện pháp can thiệp bên ngoài. Quan trọng nhất trong điều trị bệnh trĩ là giữ cho thành mạch bền vững. Đây chính là điểm mấu chốt ngăn ngừa sự tái phát hình thành của các búi trĩ. Trong sản phẩm có thành phần hoè hoa chữa rất tốt các vấn đề này. Hơn nữa các thành phần khác như đương quy, hoa kim ngân, bạch chuột, xài hồ làm giảm các cơn đau do bệnh trĩ gây nên. Tuy nhiên hiệu quả thực sự của sản phẩm đến đâu còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Thời gian điều trị và tính tuân thủ điều trị cũng có tác dụng quyết định đến hiệu quả của sản phẩm. Có người chỉ cần thời gian ngắn đã có tác dụng, nhưng có người thì cần có thời gian dài. Vì thế để biết sản phẩm có tốt hay không, các bạn hãy uống và kiểm chứng một thời gian. Trong quá trình sử dụng thuốc, các bạn nên kết hợp cả quá trình thăm khám bác sĩ để được tư vấn cụ thể. Với bài viết trên đây, các bạn có thể hiểu sâu sắc về sản phẩm an trĩ kasang.tribens.vn. Hy vọng các bạn đã chọn được sản phẩm hiệu quả để chữa trị căn bệnh trĩ phổ biến. Nếu còn băn khoăn hay thắc mắc trước khi sử dụng sản phẩm, các bạn có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ.
Blog Trị Bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.